người miền Nam ít xuất khẩu lao động hơn người miền Bắc bởi vì họ lười, họ thụ động. Hiện tại có tầm 580.000 người Việt Nam đang xuất khẩu lao động. Điều thú vị là người miền Nam chỉ chiếm 10%. Vậy nguyên nhân là gì? Kinh tế ổn định tại sao phải đi xuất khẩu lao động trong khi họ không quá khó khăn ví dụ vũng tàu của mình những ai muốn phát triển thì đi sài gòn hoặc nước ngoài công nghiệp phát triển hơn những bình dương đồng nai và bà rịa vũng tàu là nơi thu hút lao động nếu cần việc làm người ta sẽ đến đây người miền nam có tiêu chuẩn cao hơn nhiều gia đình ở miền nam có người thân ở mỹ và châu âu cho nên nếu có ý định đi họ sẽ chọn du học hoặc định cư còn không họ ở lại kinh doanh và sống tốt nhưng theo mình đây mới là lý do chính xuất khẩu lao động không được quảng bá mạnh ở miền Nam so với ở miền Bắc, xuất khẩu lao động từ lâu là chủ trương của một số địa phương, họ treo biển quảng cáo để các thanh niên biết đến. Họ nhắm vào các đối tượng khó khăn và chịu cực nhất. Phần lớn ở miền Trung và miền Bắc, xuất khẩu lao động không có gì sai, nhưng nó không thể nào là giải pháp lâu dài được bởi vì sức người có giới hạn. Đây không phải là điều để tự hào, cho nên đừng hỏi vì sao